lâu lắm mới thấy một cái giai đoạn mà thị trường nó rơi được kiểu ba cây giảm liên tiếp và rất đều nhau nhé. Mọi người nhìn này, ba cây giảm liên tiếp rất đều nhau, mình cũng chưa thể nghĩ là nó đã xảy ra câu chuyện như thế này. Nhưng mà mọi người nhìn nhá, từ cây 14 tháng 6 này, 24 tháng 6 và đến bây giờ 28 tháng 6 thì thị trường nó giảm ba cây liên tiếp như này thì không có một cây hoảng loạn mà dài ngoằng như này, tầm 3 đến 4% thì chúng ta chưa thể có một nhịp gọi là tạo đáy rõ ràng, mà nó sẽ rơi kiểu rất là lầm lũ như này, nó sẽ tương đối khó chịu đấy, thị trường chung nó sẽ như vậy. Nên là anh em cần lưu ý là bắt đáy bây giờ ấy, thì thực ra thì mình thấy nó chưa có thực sự có mã hay để bắt đáy, chưa thực sự có mã hay để bắt đáy. Còn mọi người mà có cổ phiếu thì canh cơ cấu đi, canh cơ cấu đi, mình nghĩ là cũng không không có nhiều mã hay để chúng ta hold trong giai đoạn này đâu. Thị trường thì nó vẫn loanh quanh như vậy thôi, hôm trước là 2%, hôm vừa rồi là 1%, rất là may nhá, chỉ rơi khoảng 14 15 điểm thôi, chứ nếu mà rơi sâu hơn thì chúng ta có thể bước vào con nhịp mà sẽ giảm khá là nhiều. Đấy, thì nhìn chung thị trường chúng ta đang ở giai đoạn mà bị bán hồi lên rất yếu, và bị bán thì cũng vừa phải chứ chưa quá mạnh, bởi vì cái lực bán nhịp này nó chưa có thông tin gì xấu, nên chúng ta vẫn nên ở trạng thái là đứng ngoài đợi mọi người nhé. Mình đã sâu trong khá là nhiều video trong tuần trước là mình vẫn còn giữ quan điểm là mọi người nên đứng ngoài là chủ yếu, chờ rất ít thôi, từ 30% là cùng thôi, chứ còn thị trường nó giảm như thế này chưa chưa phục hồi, chưa có phiên gọi là FTD, chưa có phiên phục hồi tạo đáy thì mọi người không nên vào. Thứ hai là những cổ phiếu khỏe, những cổ phiếu mà gọi bứt lên tạo đáy trước thị trường thì lại chưa có. Thứ ba là blue chip cũng yếu, nên là chúng ta ở cái nhịp này mọi người cầm ít cổ phiếu thôi để mọi người giữ sức mua, giữ tiền trong cái nhịp mới mọi người bắt đáy thì mọi người sẽ có lợi tốt hơn rất nhiều so với việc là chúng ta cầm nhiều ở giai đoạn này nhá. Cầm nhiều bây giờ nó không phải là một phương án tốt đấy, chưa đến lúc chúng ta đi tiền nhiều, câu chuyện là như thế. Rồi đến bây giờ sẽ đến phần tiếp theo nha, các thông tin về thị trường chứng khoán thế giới. Dow Jones thì tuần vừa rồi khá là êm đềm, đi ngược lại với Việt Nam anh em ạ. Tuần vừa rồi Dow Jones rất êm đềm, S&P thì cũng thế, các chỉ số châu Âu, Trung Quốc thì cắm nhưng mà ít ra cũng có đáy rồi. Nikkei thì tăng tốt này, Nikkei đi ngược với Việt Nam. Kospi thì vượt đỉnh đúng không? Đây là vượt đỉnh ha, vượt đỉnh cái vùng này. Nói chung Việt Nam là đang gọi là hơi đi ngược với thị trường một chút. Nếu mà DXY nó không lên cao ấy, thì mình nghĩ là VN-Index cũng sẽ tạo đáy thôi, với cái tình hình thị trường như này mà lại không có tin gì xấu. VN-Index sẽ tạo đáy sớm thôi, nói chung là cái đáy kiểu kiểu là cái đáy bị gượng ép bởi vì nó không giảm quá nhiều mà bây giờ bắt ông tạo đáy luôn đấy, kiểu như vậy. Chứ nếu mà VN-Index nó chỉ rơi rơi một nhịp nữa khi mà DXY nó vượt 106 này thì khả năng cao sẽ có một nhịp rơi anh em nhá. Chỉ số DXY mà nó rơi một nhịp, nó lên một nhịp vượt 106 ấy thì anh em phải cẩn trọng, thị trường sẽ rơi. Còn bây giờ thì nói chung là tin xấu ở VN-Index nó không nhiều, nên là thị trường nó vẫn đang gọi là rơi nhưng mà rơi tương đối chậm đó, nên là anh em mua thì cũng mua ít thôi, nói chung là mua thăm thăm dò một phần thôi, còn mua nhiều thì không lên nhá.